Khổ anh chị ghê luôn á, anh chị thấy cái quạt không? Cái giọng nó đông đưa là tại vì cái quạt đó anh chị. Còn anh chị tắt cái quạt là nó hết đông đưa à. Trời ơi. Có lây bệnh giờ ta ha, mỗi người cái ly ha. Trời ơi, mỗi người cái ly đi chứ. Mỗi người cái ly. Dạ chứ. À, chú chặt nguyên trái luôn. À chú chặt vô rồi cái mình gót cái ly. Nguyên trái uống luôn cho khỏi ám đi. Nhưng đi tắt cái quạt đi nhi. Dạ. Ra vô là chặt được. Dạ. Để chú dặn hồi à. Nó sao cái. Nó mới vừa xuống. Đó anh chị thấy không? Nó tắt rồi cái giọng nó bớt xuống nè anh chị. Khổ anh chị ghê luôn. Nó anh chị xem nè, đó cái quạt đó nó tắt rồi đó, cái giọng nó ngưng lại liền đó anh chị. Trời anh chị hỏi em có kệ không nữa chứ khổ ghê luôn á. À, bữa nay em dẫn khách đi coi đất nè, em dẫn hai khách. Thì bây giờ chú đang ra chặt dừa cho em nè, cái vườn dừa mà em đĩa đó anh chị. Nó dạ. Nó cái dao này cũng bén ghê ha chú, cái dao vậy mà cũng chặt dừa được nữa. Cái dao này còn cái dao kia nó xách lên Long An rồi. Dạ. Nó. Đâu. Ôi dừa này là thấy là uống mát luôn rồi á. Non nè. Dạ. Ủa cái ca của chú đâu rồi? Nè, thôi, mỗi người cái mỗi người mỗi người một trái thôi chú. Vậy đi khỏi rửa ly. À, khỏi. Nhiều khi nhiễm virus nữa. Trời ơi, chú sợ bị nhiễm virus nữa, chú cho vậy, người một trái nè anh chị. Vậy là để em à. Ở chị đâu rồi ta? À, sau đó đây là phần hấp dẫn nhất nè anh chị, đó là khách em chốt cọc đó. Cái sau đó thì em viết cọc cho khách thôi, em viết cọc từ viết ở trên bàn đó anh chị, cái em viết xuống tới dưới đất luôn, miễn là chốt được đất thôi, rất là tuyệt vời ha. Ấy thế là hôm nay em đã giới thiệu được một miếng đất rồi. Hôm qua mới quay, sáng nay khoảng 6 giờ đăng lên, trưa khoảng 11, 12 giờ hay gì đó khách em về tới. Sau khi mà chốt một miếng xong nha, cái em về em chốt thêm tới miếng thứ hai. Hôm nay rất là may mắn luôn. Nãy em đang viết cọc miếng thứ hai nè. Miếng thứ hai là một miếng vườn vú sữa. Ở đây là chủ phân làm 3 miếng thì em đã bán 2 miếng rồi. Bây giờ là còn lại một miếng nha, để ngày mai em quay cho anh chị xem thử. À, rồi thật ra là hôm nay Quỳ Trang chốt 3 miếng lận anh chị. Sáng vừa mở mắt ra là được anh khách ảnh chuyển khoản để nhờ đặt cọc giùm một miếng đất rồi. Rất là tuyệt vời. Em chưa viết cọc cho ảnh luôn á. Đó, đây bà chủ em đây nè. Đó, bà chủ em đó. Còn đây là chị khách nè. Còn cái này là anh tài xế chim bẻ dừa nè. Rồi thôi chú đi đi để con đi bộ. Kì. Chú ơi nó có dữ không chú? Chị khách của em á là đang mua saboche tại vườn luôn nè anh chị. Đây là chị khách quen, chị ấy đã ủng hộ bên em 2 miếng rồi. Qua 1 năm thì chị ấy lại tiếp tục ủng hộ em miếng thứ 3. Sau khi mà đặt cọc cái miếng mà ngôi nhà 1.7 tỷ xong á, cái chị ấy đi qua miếng thứ 4. Nhưng mà miếng thứ 4 thì chưa có thương lượng được giá cả với chủ đất, cho nên chị ấy về chị ấy suy nghĩ lại. Rất là tuyệt vời ha anh chị.
Hình như là chị ấy mua đất xong rồi cái chị ấy rủ cô gì của chị ấy vô ủng hộ em nữa. Rất là thích luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Tại vì hái hàng này đóng đi Hà Nội á. Dạ. Phải tranh thủ sớm mà cho nó hái hàng đi. Đúng rồi. Làm không kịp của mình ha. Tối ngày luôn. Đó, chú chủ vườn hái sambo nè anh chị. Hơi tối nha anh chị. Anh chị coi đỡ nha. Chú nghe chị mua Sabo cái là chú lên chú chở chị vô liền luôn. Em đi coi Sabo một buổi trời em quay lại cái anh tài xế của em vẫn còn bẻ dừa luôn anh chị. Bẻ nhiệt tình luôn anh chị. Một trái cũng không tha mà. Đó, rồi bà chủ em đi vô lụm dừa ra nè. Đây, buổi chiều ở quê em mát mẻ lắm anh chị ơi.